Chào anh em nha. Hôm nay thì mình xin giải đáp cho anh em một cái số cái thắc mắc. Đó là nhiều anh em hỏi mình là mua cái đồng hồ này nè. Đồng hồ điện tử này nè. À, mình đã review rồi đó. Cho quay đó thì có chế cháo gì hay không để anh em tự làm ở nhà. Thì mình đã nhấn mạnh với anh em là zin 100% ha. Tại vì ở trên cái đồng hồ này anh em đã xem nè. Đây nó có để đây. Đó, model cho quay RS. Đó, là tại vì nó làm theo cái chỉ số chung của chiếc quay RS. Lý do là chiếc quay này rất là phổ thông ha. Đó, thì khi mà anh em ví dụ như anh em quay alpha nè, quay A nè ha. Rồi quay 110 là mới. Có nhiều anh em hỏi là gắn có chế gì hay không, thì nhiều anh em về gắn cái báo xăng nó không lên đó. Thì hôm nay mình hướng dẫn anh em luôn. Mình đi từ dễ tới khó ha. Đầu tiên là dễ báo tua. Anh em dùng một đoạn dây điện ha, nối từ dây báo tua xuống dây ở dưới cụm kích để cấp dòng tua cho nó. Và anh em mua thêm một cái này ha. Cái này thì ở ngoài thị trường bán từ 25.000 cho tới 40.000 ha, tùy nơi nha anh em. Anh em coi, nó là cái phao xăng, cái phao xăng của quay RS. À, anh em mua cái này về. Cái này gọi là phao xăng 2 dây đó. Đây một bộ của nó đây. Nó có cái dòng này nè. Đây. Anh em lấy cái kìm mũi nhọn ha, anh em quay xoay cái đầu này trên nắp bình xăng lớn mình đó. Lấy cái phao xăng zin ra, đút phao xăng này vào. Đó, đây là cái ron chặn chống rồi đi xăng ha. Anh em mua cái phao xăng này về. Đây là cái phao xăng 2 dây nè. Phao xăng zin mình thì nó có 3 dây ha, phao này nó có 2 dây. Anh em mua về chọt lấy dây này ra ha. Cái đưa 2 dây này qua bên cái rắc. Cái đầu rắc, đầu rắc 3 zin đó. Đó, đi cho đúng cái màu dây với cái bên zin, ví dụ như bên cái rắc zin là nó xanh và dài thập trắng thì đúng vị trí cho nó nói liên thông với nhau. Đó là xong. Còn cái phao xăng này á, khi mình để vào thì nó sẽ báo chính xác được đầy xăng và hết xăng. Tuy nhiên anh em phải fit lại một chút, tại vì cái hình dáng bình xăng RS đó, nó khác với cái bình xăng quay A một tí. Thì mình chỉ cần mình bẻ cong lên một tí ha, chút xíu thôi. Này bẻ cong như thế này. Anh em xem nha. Đó, mình bẻ lên một chút xíu thôi là được rồi. Đó, anh em bẻ cái cần này cho nó cong lên một chút. Đó. Rồi khi anh em đổ xăng vào nè ha, đầy bình đó, phao xăng nó lên nè, nó nổi lên nè, nó báo đó. Thì cái phao xăng 3 dây á thì nó cũng giống như phao xăng 2 dây thôi, chỉ khác là cái điện trở nó xài á khác đó, cho nên báo nó không có chính xác. Nếu anh em chạy quay RS á thì không cần phải thay, còn nếu quay A các đời quay khác á xài 3 dây, anh em có việc thay là 2 dây thôi. Thì đợt này mình đang khuyến mãi, anh em nào mà mua thì mình sẽ tặng luôn cái phao xăng này cho anh em. Đó, phao xăng này thì ở đây trị giá của mình là cái phao xăng mình lấy là 40k ha, là loại tốt nhất. Và ra thị trường nó còn loại 20 mấy, 30 mấy k nữa. Mình thì mình lấy cái loại này, Lico. Đó, 40k. Rồi mình tặng cho anh em. Mình sẽ bẻ sẵn cho anh em luôn ha. Anh em về là cứ việc thay phao xăng vào ha và xài thôi. Đó, với lấy cái này ra nha. Anh em lấy cái đồ chọt lấy dây này ra, đưa qua cái rắc zin, rắc ba đó, rắc có ba chui đó, nó ghim dây vào, sau đó ghim lại là xong. Rồi sau đây là giải đáp thắc mắc cho anh em rồi đó. Rồi về vấn đề là thay phao xăng để cho nó báo xăng trên cái đồng hồ này. Đây, cái này thì chuẩn bị ship cho một bạn ở ngoài Vũng Tàu nè. À, về phần cái logo này thì anh em cài ra, anh em dán qua ha. Hoặc là anh em mua logo ở ngoài chỉ có 500 hay 1.000 thôi, anh em dán vô cũng được. Rồi. Còn riêng shop mình thì anh em một là lấy phao xăng, hai là lấy cái tem. Tại cái tem này của mình cũng mua với giá là 35.000. Nhưng mà lấy phao xăng hoặc lấy cái xe tem thì tùy đó, tùy chọn theo anh em đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha.